Ok, hello, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay, anh em chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu Survival Elite đối đầu với đại con Deranabot với chế độ là 100 con cẩu cải mới anh em nhé, con bắp cải cẩu mới anh em nhé. Cái con này thì chắc là anh em đã nắm bắt được cái hình dạng cũng như là cái tính chất cái thứ của nó rồi. Khả năng gây đam thì chắc là anh em nắm được rồi. Về mặt khả năng gây đam thì nó sẽ gây đam tốt hơn là cái con bắp cải cẩu cũ của anh em mình nhá. Ấy, anh em nhìn thấy nó cẩu không? Ui dồi ôi, cái con cẩu mới này thì anh em thôi. Nếu như mà một cái hàng dọc của anh em mà anh em trồng được 5 cái con bắp cải cẩu này thì nó sẽ nhân cái số lượng đạn của từng con lên tối đa là 5 viên đạn anh em nhá. Thế nên là bây giờ anh em đang nhìn thấy này, với 100, với cái số lượng là 100 cái con này nó đặt gần nhau, cạnh nhau, trùng với nhau lên như này thì anh em đang nhìn thấy là cái số lượng đạn nó cẩu ra. Ôi dồi ôi luôn, đúng là mưa bắp cải luôn mà. Mưa bắp cải luôn mà. Thì đối với con plan này, tại sao là mình lại không làm nó ở chế độ là 30 mà lại làm nó ngay ở chế độ 100 thì chắc là phải giải thích qua với anh em một chút. Đó chính là cái khả năng gây đam của con này ấy, thì nó không quá là điên rồ đến cái mức mà có thể để lại ở cái số lượng là 30 được. Mà khi tí nữa mà chúng ta lại còn phải đối đầu với lại con đây là nó bóp nữa, mà với cái số lượng chỉ cây chỉ là 30 thôi ấy, thì nó sẽ rất là khó để có thể anh em mình đối đầu được với lại con Deranabot. Thế cho nên là mình đẩy luôn cái số lượng lên là 100 luôn, cho nó gọi là đỉnh cao maximum luôn anh em ạ. Cho một zombie nó biết thế nào là lễ độ thần hồn luôn. Ok anh em. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với lại những cái pha mà nó cẩu zombie này anh em này. Nhìn có sướng không với chứ nữa. À nhưng mà mấy cái turn này chắc là mình cũng sẽ thua nhanh thôi, bởi vì nó sẽ là những cái turn mà toàn những zombie con thôi mà anh em. Chưa có đây là boss nên là anh em chưa cần phải slow, chưa cần phải bình thường làm cái gì để xem kỹ. Mấy con Kakatua, anh em xem mấy con Kakatua này. Mấy con Kakatua tầm này ra thì cũng như zombie thường mà thôi. Cũng chỉ cần bước một vài bước ra ngoài thảm cỏ một phát thôi là biết mặt nhau ngay. Đó, mình sẽ tua nhanh một chút anh em nhá. Bấm số 5 trên bàn phím. Đây là cái tính năng mới của PVZ Hypix 2.3.5. Anh em chỉ cần bấm số 5 trên bàn phím là nó sẽ tăng tốc độ trò chơi lên anh em nhá. Ok. Ủa, ấn rồi mà tại sao nó không nhanh vậy? Uầy, ấn rồi tại sao nó không nhanh vậy? À đây rồi, vừa nãy là hình như là mình ấn sai, ấn nhầm chỗ nào đó thì phải. Bây giờ thì ok rồi anh em ạ, bây giờ thì ok rồi. Đấy, ô, sau cái hàng cuối cùng này của mình còn mỗi một cây này. Ô, trồng thiếu à? Ô, từ nãy giờ trồng thiếu à? Mình cứ tưởng chỗ này là mình phải trồng đủ 10 cây chứ. Ok, hóa ra trồng thiếu à? Thì bảo sao cái hàng giữa yếu thế? Đã bảo sao cái hàng giữa tự dưng nó yếu kiểu gì, hóa ra là mình trồng không đủ cây. Ôi vãi cả nho, thật từ nãy giờ không để ý luôn ấy. Ok, bồi thêm mỗi ô cây đi cho nó khỏe hẳn đi. Đấy, đến cái tầm này dồn đam thoải mái luôn anh em nhá. Mấy cái phây kiểu 28-29 này thì mình 28-29-30 này thì mình sẽ tua nhanh. Bấm phím 5 trên bàn phím để có thể tua nhanh anh em nhá. Để cho trận đấu nó diễn biến nhanh. Tí nữa khi mà đối đầu với con Deranabot thì mình sẽ quay trở về với tốc độ bình thường của game sau. Đó, bây giờ thì cứ như thế này mà tiến này, cứ như thế này mà đỡ này. À, nhưng mà từ nha. Cái mấy cái cây hàng đầu này là gặp nguy hiểm đấy. Còn Michael Jackson nó mà triệu hồi lên một phát thôi là có bị cắn đi mất 1-2 cây, không đùa đâu. Thôi, cứ bọc nó vào cho chắc. Đó. Anh em mình cẩu này. Cẩu dã cả man luôn mà. Trước đây khi mà nó chưa cho cái tăng tốc độ game ấy, nếu như mà anh em mình muốn tăng tốc độ của trò chơi lên thì một là anh em mình phải sử dụng tool, còn hai là anh em mình phải khi mà chơi xong thì bắt đầu mình mới có thể chuyển nhanh tốc độ được ở trong cái phần edit, chứ còn không thì nó không thể tool nhanh được như này. Đây thì anh em vừa chơi vừa có thể tool nhanh, rất là hợp lý luôn. Chơi những cái trận đấu mà nó nhàm nhàm một tí thì anh em tool nhanh cho đỡ mất thời gian. Ôi này, cái hàng đầu tiên anh em thấy này, mất mấy cây như này ấy. Trồng lại cây. À đây rồi, Deranabot đây rồi. Rồi, quay trở về tốc độ bình thường em nhá. Quay trở về tốc độ bình thường để đối đầu với lại Deranabot nha. Đó, ok. Deranabot đấy. Từ xem mấy cây nào, hàng nào mà thiếu là phải trồng thêm đấy. Đây là 3 rồi này. Đây 3 rồi. Ok. Nói chung là ok, vừa đủ ấy. Bây giờ chỉ cần đợi con Deranabot nó ngó đầu xuống thôi. Ở trong cái video mà 30 con cẩu ngô mặt trời thì mất 9 lần con đây là nó ngó đầu xuống thì anh em mình giết được. Còn 100 thì chỉ cần 3 lần thôi. Còn không biết là 100, hơn 100. Không chính xác là 100 đâu. Phải là hơn 100 cái con
bắt cái cẩu này thử xem là anh em mình giết con đê nó bắt trong bao nhiêu lâu, xem là có ok không, có nhanh không. 100 con bắt con cẩu cải này thì cũng ối rồi đấy, người đam nó cũng phải đỉnh nóc kịch trần cờ bé pháp phới đấy anh em ạ. Ấy úi sợ cũng tới bến tới bờ đấy, bùa đâu vui tới bến tới bờ, đỉnh nắp quỳnh trần cờ bay phấp phới đấy. Đây rồi, lần đầu tiên ngó đầu xuống của con đê nó bót rồi. Đây rồi, dồn đam đi các em ơi, dồn đam đi. Ui đây rồi, ui gây được một vết hỏng luôn mà, gây được một vết thương luôn mà, quá ok luôn. Nếu như mà lần đầu tiên nó ngó được xuống mà anh em mình đã gây được một vết thương thế kia thì lần thứ hai ngó được xuống thì dự tính là con này sẽ phải bị bốc cháy, và lần thứ ba thì khả năng sẽ là phát nổ. Ua, dồn đam ghê đấy chứ nhở, được phết đấy chứ nhở, đâu phải chuyện đùa đâu. Ok đấy anh em ạ, ok đấy. Rồi, ui đồng thế, ui trời ơi, mấy con Michael Johnson này giết ngay nào. Đây là bot ngó đầu xuống phát nữa nè, mình tin là lần này nó ngó đầu xuống là nó sẽ bốc cháy, nó sẽ phải bốc khói. Đây anh em ơi, mình tin là nó sẽ bốc khói, nó phải bốc khói. Khai lại ấy bảo ngay mà nó phải bốc khói mà mình nhìn là mình phát cây đam lần đầu tiên như thế là mình biết rồi ấy. Ui bao nhiêu bắp cải nó dã thẳng vào mồm như thế kia mà không bốc cháy nữa thì chịu luôn ý, quá nhiều bắp cải nó dã vào mồm. Ui ném xe vai cả trưởng thật. Ôi xong rồi, hai càng dưới này. Trời ơi, để trồng lại này, trồng bù này. Ôi dồi ôi, trồng bù. Từ, trồng bù. Mỗi cái ô này gần chục con bắp cải ấy cơ, con cải cẩu ấy cơ. Trồng lại mệt lắm. Trồng lại ối dồi ôi lắm. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là chỉ cần một tơn ngó đầu xuống của con đê là boss nữa thôi. Chỉ cần duy nhất một tơn nữa thôi là anh em mình có thể giết được nó ngay. Đó, một tơn thôi anh em ạ, một tơn thôi là huy hoàng rồi. Bọc hết lại đấy nhỉ, bọc hết lại đã, cho nó định hình đã, đó cho mấy con IMP nó đỡ phải cằn nhằn nhiều cái đã. Ui cái hàng dưới cùng ghê thế. Giờ trồng lại đấy anh em ơi, quên không đếm xem là hai cái ô này mình đã trồng bao nhiêu rồi. Ai rồi, lần thứ ba ngó đầu xuống rồi, thử xem là có giết được nó ngay không nào. Giết được ngay không? Ui, giải phải có bớt à? Ôi, không giết được nó luôn kìa. Nhấp nháy à? Thế thì phải lần thứ tư à? Lần thứ tư ngó đầu xuống thì mới giết được à? Ai chà, lần thứ tư luôn à? Cũng trâu bò phết nhở? 4 lần thì cũng nhanh rồi còn gì nữa. 4 lần là cũng quá nhanh rồi chứ. Bình thường là toàn phải đến 7-8 lần, thậm chí là 9 lần. Đây 4 lần là ok lắm rồi, đòi hỏi anh ở đâu. Đấy, ok, bổ sung thêm mấy cái cây mà vừa bị ném xe thôi. Mình nghĩ là nó sẽ phải ném xe phát nữa, nó phải ném xe một phát nữa. Ô ngó đầu xuống á, ngó đầu xuống thì mày đai luôn, thực sự luôn ấy. Nếu như mày ngó đầu xuống mày đai luôn đấy, mình bảo mà ngó đầu xuống nó đai luôn. Ô thế hóa ra là cái tên vừa rồi, nếu như mà sáu cái ô này mình đang trồng lại ấy, nó mà không bị phá hủy bởi cái xe thì có khi là mình giết nó ngay trong cái tơn vừa nãy cơ, cái tơn thứ ba cơ. Ồ tiếc nhở, không sao, giết được nó như thế là ok rồi. Bây giờ thì đánh nốt tơn này anh em nhá, đánh nốt tơn này chúng ta sẽ kết thúc video nha anh em nhá. Khá là ok rồi, tơn này chắc là mình sẽ tua nhanh đi, tơn này chắc tua nhanh đi, ấn đồng tăng tốc độ lên cho nó nhanh đi. Ồ bây giờ thì ok rồi, không còn đê là robot nữa thì thoải mái thôi. Ôi trời ơi, mấy con zombie little ấy anh em nhìn rồi. Ôi cơn mưa bắp cải nhá. Ấy, thực sự là cơn mưa bóp cải luôn mà. Quấy. Trời ơi, tầm này nhá. Lấy con này ra hết đây, kể cả Kakatua bây giờ ra có khi là mình còn dần cho như tử luôn đấy chứ. Đùa đâu. Quấy, nhanh nhờ. Nhanh ác luôn đấy. Quấy. Rồi, chuẩn bị Kakatua này. Cờ 33. Sau cờ 33 này chúng ta sẽ có Kakatua. Anh em yên tâm. Cờ này mà không có Kakatua thì cờ nào mới có Kakatua nữa đây. Chắc là nó phải ra được một tơn Kakatua. Ôi toàn xe ấy này. Ôi Kakatua đâu? Đừng nói là không có Kakatua nhá, hơi vô lý đấy. Tầm như thế này mà không có Kakatua thì ui đông thế. Sao đông thế? Từ cho phát lượng thời gian được không? Để có thể gây đam được không? Thực sự đông thế nhở? Đông bánh nho. Lương lượng thời gian phát nữa được không? Ui đông thật. Đông dã man mà lại không có Kakatua chứ. Thôi tính là điêu nhở. Phơi tiếp 3 cờ tới 34 mà lại không có Kakatua.
sợ thật ý. Ok, chắc là mình sẽ xin phép anh em dừng video tại đây thôi. Cảm ơn anh em theo dõi hết video của mình. À, anh em thấy video hay, thú vị thì để lại cho mình một like và subscribe kênh. Và đừng quên comment xuống phần bình luận anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye bye. Hẹn lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.